Trong những năm đi làm vừa qua, mình nhận thấy một điều rằng là hầu hết những người làm báo cáo, làm report có sử dụng bản dữ liệu hay là biểu đồ thì chỉ dừng lại cái mức cơ bản là đang mô tả những cái bản dữ liệu đó nói được con số nào hay là cái biểu đồ đó tăng hay giảm, kể cả mình lúc mới đi làm cũng vậy luôn. Thì chúng ta chỉ đang dừng lại cái việc là đang mô tả những thông tin mà cái data đó có thôi. Chúng ta chưa có cung cấp thêm được một cái insight để chúng ta có thể đưa ra được cái action nào cho cái bài toán của mình. Nè, để mình cho mọi người xem một cái slide trình bày giống như là đang làm cái task 1 cho phần thi IELTS vậy á. Ủa, rồi vậy là phân tích dữ chưa? Kiểu như là những cái thông tin này nhìn vô ai cũng thấy á, đâu có cần người DA đúng không? Cho nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một chủ đề về Data Insight. Nó là gì và làm sao chúng ta có thể tìm được insight một cách tốt hơn để chúng ta có thể đưa ra được những thông tin hữu ích cho sếp của chúng ta. Và chuyện tăng lương sớm muộn thì cũng đến thôi. Và phần đầu tiên, mình sẽ nói về khái niệm Data Insight là gì. Và đây là câu giải thích sau khi mình đã nghiên cứu 7749 cái tài liệu cũng như là đúc kết trên kinh nghiệm cá nhân của mình. Data Insight thật ra nó là những thông tin kết luận có giá trị mà mình đưa ra được từ cái việc mình xử lý, phân tích dữ liệu. Cái con số này nó biểu hiện được những cái hành vi, nhu cầu của người dùng, sản phẩm, tình hình kinh doanh, quản trị vận hành của công ty. Nói một cách nôm na thì làm sao từ data thô chúng ta có thể đưa ra được những thông tin hữu ích, lớn và có tính bất ngờ. Nó giúp chúng ta có thể đưa ra được những quyết định làm cho tình hình kinh doanh vận hành của công ty tốt hơn. Chứ không phải chỉ dừng ở cái việc là chúng ta xử lý data xong rồi, chúng ta để cục data trên cái bảng dữ liệu đó hay là trên cái chart đó, rồi những con số đó nó nói làm sao mình chỉ biết như vậy thôi và mình hoàn toàn không đưa thêm được một cái insight hay là một cái action nào nữa cho doanh nghiệp của mình. Vậy nên để đưa ra được data insight, chúng ta cần phải chú ý ba yếu tố sau đây. Số 1, chúng ta cần phải có data. Từ data đó chúng ta phải tính toán, phải visualize thành những cái biểu đồ, những cái chart, những cái bảng dữ liệu. Từ những cái kết quả, những cái thông tin từ data, từ các biểu đồ đó, chúng ta phải áp nó vào ngữ cảnh để hiểu cái bài toán, để hiểu cái vấn đề về data nó đang nói có đúng trong thực tế hay không, hay chỉ là cái con số A nhưng mà thật ra trong thực tế nó là B. Và cuối cùng là sau khi mình đã hiểu cái ý nghĩa của data đó với cái ngữ cảnh trong cái business của mình rồi, thì mình sẽ làm gì tiếp theo, mình đưa ra được những cái action nào, mình đưa ra quyết định nào để thay đổi, để cải tiến cái tình hình vận hành của công ty, tình hình kinh doanh của công ty tốt hơn. Thì đó mới chính là Data Insight. Ok, bây giờ chúng ta thử áp dụng 3 nguyên tắc này vào cái slide đầu tiên trong ví dụ đầu tiên ha. Ý thứ nhất, data. Nhìn vào cái chart này, chúng ta thấy một điều rằng là số lượng cái đơn hàng vào cuối tuần á, nó ít hơn tới gần 40% so với các ngày trong tuần. Yếu tố số 2, đặt cái kết quả của data đó vào ngữ cảnh. Thật ra, điều này là hoàn toàn hợp lý bởi vì là 80% đối tượng khách hàng của công ty của chúng ta là dân văn phòng. Dựa vào địa chỉ giao hàng của họ thì mình thấy là hầu hết đều giao về các thành phố lớn, nội thành và địa chỉ là một số cái trụ sở lớn các công ty. Cho nên là tập khách hàng của chúng ta có xu hướng là mua hàng trong tuần để nhận hàng ở địa chỉ công ty luôn. Còn cuối tuần thì họ thường đi du lịch với gia đình hay là có những dự án cá nhân khác, họ ít mua hàng online hơn. Và từ cái insight đó, chúng ta nên đưa ra action gì đây? Thật ra, công ty có thể cân đối lại cái nguồn lực shipper giảm ít vào cuối tuần và tập trung vào đầu tuần và từ đó có thể tiết kiệm được cái nguồn lực của mình hơn. Và đó, mình vừa đưa ra một cái ví dụ đơn giản để cho mọi người thấy rằng là khi chúng ta tìm ra insight, chúng ta phải phân tích và đánh giá để chúng ta có thể đưa ra được những cái quyết định tiếp theo. Thay vì chỉ đơn giản dừng lại cái việc là cái chart đó nói làm sao mình biết như vậy thôi, rồi không biết chúng ta làm gì trong cái thời gian sắp tới đúng không? Và trong một cái vài trường hợp khác, với những người mà ít kinh nghiệm hay là thậm chí bản thân mình không có đủ chuyên môn, am hiểu về cái sản phẩm, cái bài toán đó, thì sau khi mình phân tích ra được cái thông tin, cái data đó rồi, thì mình cũng không biết là mình nên làm gì tiếp theo để mình recommend những cái solution gì luôn. Thì trong những trường hợp đó thì mình cần có sự giúp đỡ từ sếp nè. Sếp ơi, em phải làm sao đây? Bây giờ cái thông số này, cái kết quả này nói lên cái điều A nè, mình cần làm gì đây hả sếp? Để từ đó có thể là sếp sẽ giúp mình hay là mình cần thêm ý kiến từ team business để họ có thể đưa ra quyết định. Thay vì mình phải cố gắng đưa ra giải pháp và đôi khi nó không thực tế nữa thì cũng không tốt. Cho nên là cái việc mà chúng ta biết mình nên làm gì không nhất thiết phải là một cái solution mà nó chỉ là một cái action chúng ta có thể đưa ra để giúp cho cái dự án mình nó tốt hơn chứ không phải dừng lại tại chỗ. Vậy bây giờ làm sao để chúng ta có thể biết xử lý data như thế nào, biểu diễn data làm sao để có thể tìm được insight đúng không? Và mình đây, sau khi trải qua những cái lần tổn thương sâu sắc, em ơi, em làm cái bài phân tích gì kỳ vậy? Không có tìm ra được những thông tin nào hữu ích hết. Em ơi, em về làm lại hết cho anh bài phân tích này đi. Em ơi, rồi anh phải làm gì khi em không có đưa ra được những cái solution mà để anh phải tự suy nghĩ. Vượt qua những khó khăn đó và mình đã đúc kết được 3 cái tip giúp mình có thể biết cách
tìm ra insight tốt hơn trong cái công việc phân tích dữ liệu. Và mình chia sẻ với mọi người để mong mọi người cũng có thể làm việc hiệu quả hơn với mình nha. Tip số 1, thay đổi mindset. Never judge the number. Never judge the number. Và never judge the number. Thật ra, chúng ta thường có cái xu hướng là tin tưởng 100% vào những gì mà con số đang nói lên. Ví dụ ha, tháng vừa rồi sau khi mình tổng kết cái báo cáo, mình thấy rằng là mình thu hút được 1.200 khách hàng mới, tức là tăng trưởng 20% so với trung bình của những tháng trước, chỉ sắp xỉ khoảng 1.000 khách hàng thôi. Mình lật đật báo cáo với sếp là: sếp ơi, tháng vừa rồi team mình đạt KPI nè, team mình làm tốt quá, số tăng lên rất là nhiều. Nhưng mà mình quên mất rằng cái con số 1.200 khách hàng đó, tăng trưởng 20% đó là do team marketing trong tháng vừa rồi đã rót hơn 100 triệu đồng vào các chương trình quảng cáo, các campaign mới thu hút được thêm 200 khách hàng. Trong khi những tháng trước đó không cần làm gì cả, chúng ta cũng đã acquire được 1.000 khách hàng rồi. Và đó, con số nó nói bạn được 10 điểm, nhưng thực chất bạn được có 3 điểm mà thôi. Cho nên là mỗi khi xử lý số liệu xong rồi thì hãy nhìn vào nó và hỏi xem nó có đúng không? Nó có đúng với thực tế cái bài toán mà đang giải quyết không? Nó có đúng với thực tế mà những gì mà công ty bạn đang gặp phải hay không? Những yếu tố khác có tác động lên nó hay không? Để mình phản biện với nó. Đến khi nào bạn hiểu thông suốt cái ý nghĩa của con số đó, nó đúng với cái tình trạng hiện tại của mình thì mới được. Hãy sử dụng cái critical thinking nè, logical thinking nè để trả lời hết tất cả các câu hỏi đó trước khi đưa ra một kết luận gì đó từ data nha. Và tip số 2, sử dụng chính kỹ thuật bóc tách, tìm ra những cái câu chuyện đằng sau data mà mình đã sử dụng và thấy nó khá là hữu ích. Mình sẽ chia sẻ với mọi người luôn. Kỹ thuật số 1, changing over time, tức là tìm sự thay đổi xu hướng theo thời gian. Hầu hết các data về time series chúng ta sẽ tìm được xu hướng, nó tăng, nó giảm, nó ổn định hay nó có sự bất thường nào không. Đó là những cái câu chuyện mà mình có thể tìm được insight. Kỹ thuật số 2, kiểm tra xem các biến của chúng ta có mối quan hệ gì với nhau hay không. Bạn có thể sử dụng kiến thức correlation, sau đó vẽ lên các heat map, line chart, catalog để thấy được mối tương quan của nó là positive hay là negative. Kỹ thuật số 3, trong một số tình huống chúng ta có những cái biến mà nó đi ngược chiều nhau thì nó sẽ tạo thành điểm giao lộ. Thì điểm giao lộ này chúng ta có thể giải thích từ những câu chuyện là đến khi nào sẽ có sự thay đổi. Kỹ thuật số 4, đó là chủ đề dự đoán về tương lai, forecasting. Trong một vài tình huống, chúng ta thay vì chỉ nói về quá khứ thôi, chúng ta có thể nói lên cả tương lai nữa. Ví dụ, với tốc độ tăng trưởng hiện tại của công ty, trong vòng 6 tháng tới, doanh thu dự đoán sẽ tăng bao nhiêu phần trăm để chúng ta có thể dự trù về nguồn lực nè, chi phí nè, cũng như phân bố cái kế hoạch cho nó hợp lý hơn. Số 5, đó là chúng ta tìm những cái pattern, những cái hành vi giữa hai nhóm đối tượng khác nhau. Đây cũng là một cái bài toán phổ biến, ví dụ như là phân tích khách hàng, phân tích hành vi của người dùng. Thì chúng ta có thể chia ra những segment khách hàng trung thành với khách hàng rời bỏ để chúng ta phân tích xem, so sánh xem hai đối tượng này có những hành vi gì, đặc điểm gì khác biệt, để từ đó chúng ta có thể thay đổi để thu hút được những khách hàng tốt hơn. Và kỹ thuật số 6 là kỹ thuật gọi là drill down. Khi chúng ta làm phân tích, để chúng ta có thể phân tích được hết tất cả các vấn đề, khía cạnh không bỏ sót vấn đề nào, thì drill down sẽ là một cái lưu ý mà mọi người phải chú tâm. Đó là thay vì chúng ta chỉ quan sát một góc nhìn, chúng ta có thể quan sát nhiều góc nhìn hơn, đi từ khái quát cho tới chi tiết. Ví dụ như đánh giá tình hình doanh thu theo sản phẩm, thì thay vì chúng ta chỉ đánh giá sản phẩm thôi, thì chúng ta có thể đánh giá từ level category, subcategory tới level sản phẩm, đi từ top xuống down. 789 là zoom in, zoom out, cluster hay là chú ý đến những outliers, thì đó là những cái điểm data mà chúng ta có thể chú ý để tìm ra những cái insight. Rồi đó, bất cứ cái bài phân tích nào, mọi người hãy thử ngó qua chính cái kỹ thuật phân tích này xem để chúng ta có thể thấy là tìm được đằng sau những cái data đó có những câu chuyện gì hay không ha. Mình thử và cũng thấy nó hiệu quả đó, mọi người thử đi nha. Mindset rồi nè, kỹ thuật tìm câu chuyện rồi nè. Tip số 3 đó là nếu không biết thì hỏi, nếu muốn giỏi thì phải lĩnh hội từ sếp. Thì thật ra câu chuyện này rất là đơn giản. Trong một vài cái tình huống á, chúng ta không biết phân tích theo hướng nào thì cứ hỏi sếp của mình là những người có kinh nghiệm nè, hay là hỏi từ business, họ sẽ cung cấp những cái fact, những cái thông tin hữu ích để từ đó mình có thể chú ý đến những cái factor đó, những cái điểm đó để mình có thể phân tích nó tốt hơn ha. Không ai có thể giỏi hoàn hảo cả, đặc biệt là những người làm phân tích. 80-90% thời gian chúng ta dành để làm việc với dữ liệu rồi, thì cái việc mà am hiểu về chuyên môn sản phẩm, về cái bài toán, những sự kiện xảy ra trong business á, nó rất là khó cho chúng ta. Cho nên là hãy tận dụng kiến thức từ những người khác để giúp mình có thể giỏi hơn. Vậy đó, việc hiểu đúng data insight là gì sẽ giúp mình không có bị nông cạn nữa khi phân tích và đánh giá dữ liệu. Việc sử dụng được thêm các kỹ thuật để tìm ra những cái câu chuyện đằng sau data sẽ giúp mình có thể tìm ra được những insight thú vị hơn, tốt hơn. Và đó là toàn bộ nội dung mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong chủ đề ngày hôm nay.
Đừng quên nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những video kế tiếp của mình nha. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Sẽ rất là vui nếu mọi người chia sẻ video này với nhiều bạn bè của mọi người nữa. Bye bye.